Hôm nay trong vlog này team mình sẽ thực hiện một cái thử thách mới, đó là thử thách 24 giờ trong phòng gym chỉ tập tạ và uống sữa thôi. Hả? Tập gym mà uống sữa? Tập sao nổi? Tập không nổi thì ở nhà đi cưng ơi. Sữa gì vậy anh Vinh? Vô lấy sữa. Mỗi người một thùng sữa nha các bạn. Lấy sữa để vô cốp rồi lên xe nha các bạn. Five minutes later. Nói không game lại bưng sữa chắc luôn. Đại ơi, ở đây có bán thịt đồng loại của mày nè. Đâu? Nè, heo gần quay, heo gần tươi, heo gần sống nguyên con. Mày dám chửi tao là heo hả? Chút vô phòng game coi ai mạnh hơn mày. Đi mày. À, mỗi đứa một thùng, ngày hôm nay 24 giờ chỉ uống sữa thôi rồi tập tạ được chưa? Dạ, được. Khát nước quá thì uống nước nha. Dạ. À, có nước nè. Đoàn Vũ Thanh không ngại la lên ký, bước lên cây cân rồi bao nhiêu ký rồi hả? Bước lên cây cân rồi. Nhiều ký hay Vũ Thanh? Rồi yên kìa, 32.8 kg. Em sụt 1 ký. Em lên được 2 ký. Sụt 1 ký hả? 48 này 47 à. Rồi bước lên đây coi. Trời ơi, sụt ký rồi, nay uống sữa bù lại mới được. Vậy là cái phòng gym này 24 giờ mình trong đây mình muốn làm gì làm phải không? Đúng rồi, muốn làm cái gì thì làm, mệt thì ngủ. Nó ở phải lạnh nữa. Ừ. Mắc cười luôn. Ở không thì tập gym, rồi mệt thì ra uống sữa, không uống sữa thì uống nước. Nó nội dung mình hôm nay là như đó thôi. Mày đi ra đi, nhìn tao nè. Nhìn ảnh với Duy Ngọc. Hồi nãy quên khẽ động đá chật chân luôn rồi. Ở đây có cái sàn nhúng nữa trời, đã dữ. Đã quá các bạn ơi. Ủa, cái máy này đi làm gì anh Vinh? Ủa, có hai đi cô nữa nè, có Lý Tiểu Long hả? Đi ra cho các đi. Cái máy này là dùng để tập bụng nha. Đây mình sẽ tập cho các bạn xem, dở dở cái bụng lên để mấy em nhìn thấy cái muối cơ bụng mình nó hoạt động như thế nào. Chỉnh cái áo anh đi. Dạ. Gặp xuống. Trời ơi, kêu dở cái áo lên che cái nấm vú lại đây, kéo xuống. Lấy cái bụng thôi. Gặp nè. Các bạn thấy muối bụng nó căng ra chưa? Mới dịnh thôi là căng rồi, gặp nè. Em biết cái này là máy tập bụng rồi, anh đi ra đi để em tập cho. Rồi. Đại vô làm mẫu coi. Chị nào chưa? Đại vô làm mẫu đi. Chị nào cho? Nhìn bụng của ai Đại kìa, hết cứu chữa nổi rồi. Gắn 5 kg cho A Đại được rồi. Nè, rồi A Đại gặp đi. 1, mạnh lên. 2 cái nữa Đại ơi. Thôi. Giảm được miếng mỡ rồi đó. Nhìn Đại tập bụng mà ngán mỡ heo luôn á. Máy này là máy gì mà lạ dữ anh Vinh? Đây là máy tập lưng, lưng dưới đó, dành cho những anh chị quý phụ huynh nào mà mình ngồi làm việc lâu đó, 8 tiếng một ngày hay 12 tiếng một ngày đó, mình phải tập cái bài này cho cái phần lưng dưới mình nó khỏe để mình ngồi làm việc nó không có bị đau. Đây, chỉ bài này tập rất là dễ. Nè, thẳng lưng, thấy không? Thẳng lưng nè, lưng nè. Lúc nào cũng phải thẳng hết á, đưa xuống đây đưa lên. Đưa lên là thẳng à. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Dễ ợt. Ai làm mẫu? Dạ. Rồi, quang vô. Năm nay em học 2 buổi một ngày, buổi sáng và buổi chiều nữa, đau cuộc sống chết luôn á. Để em tập thử coi. Ê, có đứa nào không kéo tôi lên, tôi bị mất thân bằng rồi. Các bạn ơi, chắc là mình còn lùn chưa tập bài này được đâu. Giờ mình đi tập bài khác đi. Máy này tập cái gì anh Vinh? Máy này là tập tay sau với tập vai, rồi có tập ngực nữa. Như bây giờ anh sẽ tập trước là mẫu cho mấy đứa coi nè, dịnh hai bên cho chắc nha. Đưa xuống vuông góc. Thấy hai tay vuông góc không? Thấy. Đẩy lên nè. Đẩy lên gọn thở nè, hết chưa nè. Đưa xuống. Hai tay vuông góc nè, đẩy lên nè. Đó, được chưa? Đứa nào mà làm được hai cái là cũng mạnh rồi đó. Đây, em làm thử đi. Anh lên thử thăm, thử coi. Các bạn nhìn mình làm nè. Điểm nè, điểm nè. Lên. Lên. Một. Một cái nữa Vũ Thanh ơi, một cái nữa Vũ Thanh ơi. Cảm ơn Vũ Thanh ơi. Rồi hết nổi rồi, Quang Mập vô đó, Quang Mập. Quang Mập mà làm được một cái anh cho Quang Mập 100.000. Thiệt. Rồi rồi rồi. Mình biết cái máy này nè, cái máy này là tập trung vào phần ngực và vai. Mỗi bên 10 kg à. Đi ẹt, để mình đẩy cho. 1 2 3. Còn đây là cái máy tập chân, làm cho hai cái bắp đùi mình bự ra. Giờ mình sẽ tập nha. 1 2 3.
bỏ nước sữa cua. Đây. Sớm giờ tập gym 2 tiếng hồi, giờ lấy sữa uống. Phục hồi sức lực. Không có ai mới uống, đừng lấy lộn xộn nha. Mình quyết định ngày hôm nay mình sẽ lấy lại 60 bộ. Tập phòng này sướng thiệt, có máy lạnh, không có nóng nực như mấy cái phòng kia. Giờ mình khua sữa rồi uống nha. Ừ, khua ra. Chờ nó đã. Trong mỗi hộp sữa sẽ có một thẻ cào, các bạn ghép lại sẽ được tiền. Cái đặc biệt là một cái tủ lạnh với con bò mô siêu to. A few moments later. Buổi trưa rồi thì mình sẽ cho mấy em nằm nghỉ ngơi để phục hồi sức lực lại rồi tập game tiếp. Thôi mình nghỉ mạnh chơi liên quân chút. Mình đang chơi Gify. Mình đang chơi chung với A Đại. One hour later. Có mấy tấm hình tự sướng à, mà nãy giờ con Phương nó chụp cả trăm tấm mà chưa ưng ý nữa. Trời ơi, góc này không đẹp, không đẹp, không đẹp. Góc này qua góc này nè. Chuyển góc, chuyển góc, chuyển góc. Cô dịch không đẹp nè. Chuyển qua đây. Vậy à. Sao mặt của chị mày này à, đen dưới người ta. Chắc mày này quay phim với anh Vinh đen nè. Phải hớp lại. Mày này chị cũng như cũng lên cân nó gì á. Phải hít lại cho nó đẹp mới được. Ôi chết, bấm lộn quay video. Trời ơi trời, nãy giờ nín thở đợi và chụp một tấm hình cũng không xong nữa. Bữa hổm kệ mình la mình yếu, bữa nay vô phòng game chụp tấm ảnh đăng Facebook chơi. Cục hai cái gữ này nhẹ quá, lấy cục ngầu bự bự á, ngầu chụp mới đẹp được. Cú anh lại đây chụp giùm tấm ảnh coi. Cùng lên ngáo ơi. Lên. Vậy chứ ngầu đâu có áo không đi ngáo. Cởi áo ra. Cởi rồi thôi ngáo ơi, anh mặc áo vô lại đi. Sao kỳ vậy? Tại vì lên mấy ảnh em thấy xương không mà không có thấy cơ. Vậy ngầu chưa? Đổi kiểu ngáo ơi. Đổi kiểu. Quá trời đẹp rồi. Chấp. Đúng rồi, để canh góc tiếp, cái. Tiếp. Đúng rồi. A few moments later. Chụp đi hai đứa, làm gì nằm nghỉ rồi. Thôi nãy giờ mấy em chụp hơn 150 tấm rồi đó. Mấy em không chụp nữa đâu. Đi quen ơi. Trời ơi, con mấy con khỉ nó đu cây kìa. Hả? Chú Anh? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chào mừng hẳn. Tiếp tục nha. Nghỉ trưa xong thì mình tiếp tục tập game tiếp. Bây giờ mấy giờ, có đứa nào có đồng hồ? Bây giờ là 3:27. Được chưa? Cái bài này là bài tập dài. Đó, rất là nhẹ nha. Cái này nhẹ lắm. Cho con gái vào tập đi. Chị Thảo vô tập thử. Chị Thảo ơi, Thảo đâu vô tập thử đi. Trời ơi, cái này nặng quá đây không nổi. Trời ơi, chị Thảo yếu quá, ra đi em tập cho. Để coi còn cái máy nào chưa tập nữa không ta. Hả, à, mình biết cái máy này các bạn. Máy này phải gì vậy áo? Máy này tập ngực rồi nó vô vai luôn. Công nhận anh ngáo mạnh thiệt. Anh mà lúc nào chả mạnh á em. Nãy giờ anh ngáo tập có 5kg à, vậy mà cũng là màu. Con nhỏ này là mình quê độ dữ ta. Thôi đít lép kiếm cái máy nào tập cho đít bự lên. Cái bà này dễ tập nè. Chị Thảo tập lẹ lẹ lên coi. Có ai biết cái máy nào tập chân ngon không vậy? Biết nè. Cái máy này nè. Đâu? Thầy máy này nè. Còn máy này hả? Để tập thử cho, để tập thử cho. Đâu tập không sao đâu. Thằng ơi, chân của con gượng trắng. Lột, nó lột. Bọn mình còn nhỏ tập khỏi cần phạ. Cái bài này bạn tập á, cái đầu gối là phải để ngay chỗ này. Đúng. Lưng là phải thẳng, ổn ra phía sau. Cái ngực ổn ra phía sau, chưa? Đúng rồi, kéo xuống là thở ra. Ủa, cái máy này tập vô cái gì chị Dương? Đây là cái máy tập lưng xô. Ôi, chú Anh này hay. Tao làm cũng được vậy, tất cả tụi bay nhìn tao mà. Tao làm coi ai. Thằng Quai này nó mập quá, có làm được không ta? Nhìn mặt nó nghiêm túc, chắc nó làm được đó. Giờ bọn mình sẽ đi tập thể dục. Chạy 8 km trên giờ thôi. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, mà ai muốn trẻ đẹp thì cũng phải tập thể thao. Cái máy này cũng có thể tập đùi nha các bạn. Máy này tao tập ngực, tập đùi đâu ra. Thì ra đi tao làm cho mày coi nè.
đó. Quay, đừng có khen tao thông minh nha, tao biết tao thông minh rồi. Mọi cái máy người ta nghiên cứu tôi thấy hết rồi, mày tập sai nó hư xương khớp hết. Hồi sáng giờ tụi mình uống hết cái sọt này mới đi đổ giờ đầy nữa các bạn. Cái thử thách này đơn giản lắm, uống sữa và tập tạ thôi. Ở dưới này mình có một cái cây cầu thang mà. Ai muốn thi đầu tiên? Ai? Chú Hanh chuẩn bị, tới cái bậc ngay đây là nhảy nha các bạn. Oh, một bạn. Đại ghê lắm, đại ghê lắm. Ê, vui này mạnh nào, này mạnh nè. Trời ơi, Ngọc nhảy ghê vậy. Ngáo qua luôn nè. Tối rồi, mấy đứa đây coi tìm cho mình một cái tấm thảm trải ra để tối ngủ đi nè. Giờ mình sẽ chọn tấm thảm này, mình trên đây. Lấy ra đi. Máy lạnh nó nằm ở đây, chỉ là cái vùng này sẽ mát nghe bạn. Bọn mình sẽ trải thảm ở đây để ngủ. Trải thảm nó nằm. Bọn con trai tụi mình thì nằm bên đây. Rồi, thiếu chỗ rồi. Thôi ai ngủ đâu ngủ, tôi ngủ ngoài cho sướng. Chỗ này được nè. Chắc yêu lắm nè. Ngủ ở đây là đúng các bạn ơi. Trên trển có máy lạnh nó phản đầy mát dữ lắm. Tối rồi, video của mình đến đây kết thúc nha mọi người. Bữa nay uống sữa tập gym mệt quá trời rồi, giờ ngủ một giấc mơ đi học. Ngủ đi mấy đứa ơi, sáng sớm mai đi học nha. Dạ. Mấy đứa con gái ngủ đi nha. Dạ. Rồi bye bye, và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Và nếu video này các bạn thích hay là các bạn muốn team mình làm thêm những cái video thử thách 24 giờ và những cái gì đó thì bạn hãy để lại comment bên phần tab community, tức là tab cộng đồng bên kênh mình đó. Chứ còn trong video thì comment đã bị tắt rồi.